Vâng, hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì hôm nay em xin phép là lên video sale xả thanh lý, rồi là dọn kho một số các mã mặt hàng, cũng như là tri ân gọi những cái mã hàng gọi là nó rất là rẻ tất cả các bác nhà mình luôn nhá. Thì trên mạng anh em đây là rất là nhiều các mã này, thì em sẽ tri ân giá rẻ sập sàn cho tất cả anh em luôn. Thì anh em mà quan tâm theo dõi kênh bên em thì nhớ đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để có thể theo dõi những video clip mới nhất các bác nhé. Và mua hàng bên em thì anh em không cần phải chuyển khoản, không cần phải cọc bất cứ một chi phí nào cả. Bên em sẽ gửi hàng tới cho các bác và bên em thu tiền hàng anh em nhé. Thì đầu tiên anh em lên cho em này, đây. Đầu tiên các bác lên cho em là những cái mũi vít đầu từ tôn. Hàng này khỏi là không thể thiếu được với tất cả các bác anh em thợ thuyền này. Đây, đầu vít 5 sen này, vít 5 sen của Đề Oá này, mua TH2 anh em nhé. Giá 7.000 một đầu anh em nhé, 7.000 một đầu luôn. Đấy, rất là ngon, có từ tính anh em nhé, có từ tính này, các bác cầm này. Cầm hai combo với nhau này, đó là dính luôn này. Tiếp này, lên cho em những cái đầu từ tôn. Đầu từ tôn của Đề Oá luôn. Từ tôn có xám có đen luôn anh em nhé, giá cho các bác là 20.000 một đầu luôn. Rất là ngon này. Rồi anh em lên cho em rồi. Hôm nay là về một số lượng rất là lớn cái mã con Hukan X1 Pro. Con này thì nói thực sự là nó hết hàng một thời gian rồi. Đợt này mới về được hàng luôn anh em nhé. Hukan X1 Pro này sẽ có là một thân máy như này. Lực là 330 Newton này, một pin 10 cell, một pin 15 cell, một sạc bàn, một hộp đựng anh em nhé và một khẩu 22 đi kèm. Con này thì giá sập sàn cho anh em luôn. Giá tới tay các bác, đợt này là hàng mới về nhá. Hàng mới về chứ em không nói có lô cũ. Lô cũ đôi khi những cửa hàng khác họ để, họ không bán được. Họ để thứ nhất là pin nó sẽ bị gọi là nó chai pin, nó gọi là nó hư hỏng pin. Đây, nhà em lô này mới về cập bến ngày hôm nay là ngày mùng 10. Anh em nhá, ngày mùng 10 tháng 5. Đấy, mới cập bến về luôn. Thì giá tới tay các bác xin phép bán là 1.400.000. Miễn phí ship và tặng cái bộ tip 12 chi tiết cho anh em nhé. Tặng luôn bộ tip 12 chi tiết. Anh em vừa xít ốc luôn, về xít ốc. Con này là bu lông đầu rỗng này, kiềm vít kiềm tôn. Anh em vừa có thể xít ốc này, vừa có thể bắn vít bắn tôn được luôn cho em nhé. Đầu bi giữ mũi rất là lớn này, búa tự động cho anh em luôn. Con này có hai tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên thân máy này. Hukan X1 lực 330 Newton. Hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ cho anh em luôn. Thì em sẽ gắn thử cho các bác xem cái pin nhé. Thực sự thì con này là rất là ngon luôn, em bán rất là nhiều rồi. Có pin 15 xe anh em về, gắn máy mài được luôn này. Mà lô này lô mới về nhớ, pin ngon, máy ngon. Và giá thì cực kỳ là hời cho anh em luôn. Đấy, bu lông đầu rỗng kiềm vít kiềm tôn luôn. Một bộ thế này giá tới tay các bác là 1.400.000. Miễn phí ship tặng bộ tip 12 chi tiết này. Bộ tip 12 chi tiết hàng của Bluebet nhá. Bluebet như thế này cho em nhá. Hàng ngon luôn, nói không với cái hàng rẻ. Hàng rẻ có trăm mấy một bộ, em không tính luôn, không tính tiền. Hàng này có 250.000 một bộ luôn. Rồi, tặng anh em cái bộ tip 250 này. Làm bằng thép CRV. Đây, cái đầu khẩu, cái tay tự động này. Cái cần tự động dài 25 phân này. Toàn bộ là đầu 1/2 anh em nhá. Đây, anh em có thể là anh em lắp vào thế này này. Rồi, anh em lắp vào anh em. Rồi, các bạn ấn này. Và các bác cho nó vào. Rồi ok này, vặn cho em này. Vặn này. Đấy, vặn ok đúng không ạ? Rất là ngon luôn. Và các bác ấn, các bác mở nó ra. Đầu này các bác có thể vặn với cái tay cầm tự động này. Có thể vặn với cái đầu nối dài này. Và có thể là các bác lắp vô thẳng trực tiếp luôn cho em vào cái máy thế này. Đây, là các bác siết ốc được cho em nhá. Đây, lắp chặt vô cho em. Toàn là đầu khẩu 1/2 luôn cho em nhá. Rồi, giá cả máy này. Một thân máy 2 pin, một pin 10 cell, một pin 15 cell, một sạc, một hộp đựng này, một khẩu 22. Em tặng kèm luôn cho bác một bộ tip 12 món này. Có một bộ cái tay mở tự động này, cái đầu nối dài và 10 khẩu, toàn khẩu 1/2 và khẩu trắng này, làm bằng thép CRV. Thép CRV và được mạ chrome rất là sáng bóng, chống rỉ sét cho anh em luôn. Giá 1.400.000 bộ này. Đấy, bên em miễn phí ship luôn, bảo hành đầy đủ cho các bác luôn anh em nhá. Mà toàn khẩu thông dụng này, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 và 24. Rồi, còn các bác nào muốn mua rồi bộ này, giá là 250 miễn ship nhá. Hàng kinh, hàng Bluebet nhá. Hàng ngon luôn chứ không nói đến, em không nói đến cái hàng mà rẻ rẻ mà có cái loại mà
có màu màu đây này. Đấy, cái màu màu đây là cái khẩu nó rất là kém nhá. Hàng đấy có trăm mấy một bộ thôi. À, tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em cái cục pin này. Pin 15 cell của Hukan này. Đợt này mới về được hàng em nhá. Pin 15 cell của Hukan đợt này mới về được hàng. Sale cho các bác luôn, giá 600 tặng luôn cái sạc. Tặng luôn cái sạc bản nhá, chỉ có trong livestream ngày hôm nay thôi. Các bác đặt hàng thì nhớ là liên hệ cái số điện thoại em để trên màn hình nhá. Bởi vì là hiện tại là em đang live thì em like cái cam bằng trước, em không có nhìn được, không có nhìn được thấy comment của mọi người. Nên mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua đầu số bên em, qua hai đầu số, hai ba đầu số em để trên màn hình, hoặc là nhắn tin Zalo đều được nhá. Pin 15 cell của Hukan này, chân pin là chân pin phổ thông cho em. Các bác lắp những máy mài này, máy cắt, máy khoan bê tông, hoặc là anh em lắp này máy đầu kẹp 13 ly, dung lượng lớn, dòng xả cao, tặng cho anh em cái sạc bàn, áp dụng trong cái video livestream này thôi. Giá là 600.000, miễn phí ship tặng một cái sạc bàn luôn. Cái sạc bàn là cái sạc chân phổ thông anh em nhá. Anh em gọi là bình thường này, các bác dùng những con máy và chân phổ thông đấy cho em. Sạc bàn nhỏ giá 120.000, miễn ship này. Sạc bàn lớn giá là 150.000 này, miễn phí ship luôn. Có bốt, có đệ oát, có Makita, tùy anh em thích cái nào em làm cái đấy luôn. Rồi tiếp lên cho em này. À đây, lên cho em là những cái con máy khoan đầu kẹp 10 ly THC, có gạt đảo chiều và có điều chỉnh núm, điều chỉnh tốc độ cho anh em luôn. Thanh lý cho các bác giá 320.000, miễn phí ship này. Đầu kẹp 10 ly về anh em bắn vít, bắn tôn, các bác làm gia đình, anh em làm hoặc là làm đồ điện, hoặc là anh em bắn tủ nhựa nhôm kính, trần vách thạch cao, ok nhá. Công suất 600W này, vòng tua từ 0 đến 2.300 vòng 1 phút cho em nhá. Đầu kẹp 10 ly, mã 6103, tới tay các bác giá là 320.000, giá thanh lý luôn. Đấy, rồi lên cho em này. À đây, lên cho em cái bộ lam xích này. Bộ lam xích gắn máy mài, lam xích gắn máy mài này. Lưỡi lam xích của nó là lưỡi 12 inch này, 11,5 inch này. Đấy, con này gắn vô máy mài luôn cho em nhá. Các bác gắn vô máy mài để chuyển, gọi là chuyển cái máy mài sang cái cưa gỗ, cưa xích này, đa năng luôn. Giá cho em 180.000, em miễn phí ship này. Đĩa xích tròn cái loại này em là loại 22 răng nhá. Loại 22 răng, nói không có loại 7 răng rẻ tiền. 22 răng giá cho em là 70.000. 70.000 cho em này. Tiếp lên cho em này. Đây, tiếp lên cho em xin phép thanh lý luôn cho anh em này. Thanh lý luôn cho các bác này. Những cái con máy mài, máy cắt của Futa. Anh em làm gia đình, các bác làm nghề. Đấy, anh em mà cần con máy mài, máy cắt, xin phép là em thanh lý luôn con này. Con này còn được khoảng 20 con, thanh lý hết cho các bác là 370.000 này. Em miễn phí ship này. Công suất thực tế của nó là 650W, vòng tua 11.000 vòng 1 phút nhá. Mã 100-01, con máy mài của Futa, 370.000, miễn phí ship luôn. Hoặc anh em thích con hàng gọi là công nghệ Nhật Bản, lấy xe Kyo cho em, công tắc đuôi chuột còn ít này, thanh lý cho các bác giá là 400 cho em, miễn ship nhé. Đều các con máy mài nhà em đều có tay, đều có cái dụng cụ chắn lưỡi và tay mở lưỡi, tay cầm phụ cho anh em luôn. Rồi này, lên tiếp cho em này. Wow, lên tiếp cho em hàng cực kỳ ngon. Con máy khoan điện, con khoan bê tông, khoan bê tông 3 chức năng của Hukan này, cực kỳ là ngon luôn anh em nhé. Chức năng khoan bê tông này, khoan có búa này, đục này, tặng các bác này. Trời ơi, quà tặng thì hấp dẫn luôn. Chương trình quà tặng thì con này thì quá là hấp dẫn tới tay các bác nhà mình luôn nhá. Đây, quà tặng của con này này, 3 mũi khoan, 2 mũi đục luôn. 2 mũi đục này. Rồi, 3 mũi khoan này và một đôi chổi than của Hukan luôn. Giá cho các bác 1.150.000, miễn phí ship. Tặng kèm luôn anh em là cái đầu chuyển khoan. Đầu chuyển từ con khoan bê tông, đầu chuyển từ khoan bê tông 3 chức năng sang đầu gài 13 ly nhá. 1.150, sale quá rẻ luôn. Rồi tiếp, đây con này thì quá là ngon anh em nhá. Anh em muốn mua cái đầu rời này cũng có này, các bác mà có khoan bê tông rồi, lấy cái đầu rời cho em, giá 70.000 cho em nhá. Tiếp lên cho em cái con Akuza đầu kẹp 13 ly. Con này của nó có 2 pin 15 cell anh em nhá. Sướng phê luôn. Anh em thợ thuyền thì chơi con này bao công trình chiếm cho các bác luôn. Tặng kèm các bác bộ con sâu 2 mẫu chi tiết, kèm 2 mẫu khoan năng luôn anh em nhá. Đây, em sẽ gắn vô cái con, gắn vô cái cục, ui dồi ôi, này cho anh em xem luôn.
Ủa, chắc quá. Cục vừa rồi là hết pin. Cục vừa rồi là hết pin này. Đây, anh em nhớ là mua hàng về các bác nhớ là sạc pin đầy đủ, sạc đầy về rồi hãy dùng nhá, cho nó bền pin. Đầu kẹp 13 ly của Akuza, con này có 2 pin 15 cell cực kỳ là ngon, có báo pin luôn các bác nhá. Trời ơi, có 20 cấp chuột này. 20 cấp chuột, 3 chức năng này, khoan bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ và búa để hỗ trợ anh em khoan tường. Logo Akuza sập nổi cho các bác luôn. Đầu kẹp 13 ly, đầu auto lock có khóa cứng trục luôn anh em nhá. Có đảo chiều đầy đủ, có đèn led đầy đủ cho anh em luôn. Cò điều tốc này. Đó. 2 pin 15 cell thì xài cực kỳ là phê luôn. Làm gì có con nào có 2 pin 15 cell như thế này. Một bộ sản phẩm gồm một thân máy này, 2 pin 15 cell, một sạc bàn, một hộp đựng như thế này. Tặng anh em luôn một bộ con sâu 21 chi tiết kèm 2 bộ khoa năng 68 này. Giá tới tay các bác 1.900.000. 1.900.000 là bên em miễn phí ship nhá. Bình thường các bác ra ngoài mua 2 cục pin này cũng là khoảng hơn 1 triệu, khoảng 1.2 rồi. Đây, còn thân máy ngon như thế này, sạc bàn, hộp đựng đầy đủ nữa. Không mua thì mua cái gì, phí cực kỳ luôn. Rất là ngon nhá, giá 1.900.000 ấy. Báo ship cho anh em này. Rồi này, tiếp lên cho em này. À đây, ôi bộ máy mài này. Máy mài hàng của Daken. Daken hàng công nghệ Nhật Bản cho anh em nhá. Daken thì có cả công tắc cò bóp này, có cả công tắc đuôi chuột cho em nhá. Các bác cùng em nhìn xem thông số này. Thông số con này là công suất là 950W này. Vòng tua là 11.000 vòng 1 phút và lưỡi là lưỡi 1 tấc nhá. Daken hàng công ty, hàng chính hãng cho em. Giá thanh lý cho anh em 450.000, miễn phí ship nhá. Công suất 950W luôn. Anh em thích công tắc đuôi chuột, lấy cho em công tắc đuôi chuột hay gọi công tắc tay ngắn ấy. Thích công tắc cò bóp tay dài thì lấy cho em công tắc cò bóp tay dài luôn cho em. Con này Daken thì đều có cái dụng cụ chắn này, tay mở và tay cầm phụ cho em nhá. Rồi này, lên cho em này. À đây, cái bộ phụ kiện này. Cái bộ phụ kiện 100 món. À xin lỗi, bộ phụ kiện là 21 chi tiết này. Giá cho các bác là 50.000 cho em nhá. 50.000 cho em. Tiếp lên cho em là những cái bộ taro, à, bộ lấy ốc gãy này. Bộ lấy ốc gãy có từ M đâu nhỉ? 5 số này, có 5 này, có 5 cái luôn này. Giá rất là nhiều kích cỡ cho anh em luôn, từ M3 đến 18 nhá. Giá cho các bác là 70.000 cho em nhá. 70.000 cho em. Tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em, trời ơi con đục này. Con đục hàng hàng công ty, hàng Đích Tông. Trời ơi con Đích Tông. Đích Tông là thương hiệu hàng chính hãng, hàng công ty. Bảo hành đầy đủ cho anh em 6 tháng trên toàn quốc. Và con này chưa một bác nào phàn nàn kêu ca với em về cái chất lượng luôn. Bởi vì nó quá là ngon luôn nhá anh em nhá. Có tặng anh em một cái mũi đục này. Dẹt này, một cái mũi đục nhọn luôn này. Các bác ra ngoài mua thị trường cái con này, mũi đục lại rất là nhiều tiền rồi. Đây, cái thiết kế của này. Thiết kế đầu vuông này, khá là hầm hố luôn. Đấy, nó rất là chắc tay, rất là chắc các bác sử dụng này. Con Đích Tông đục 17 ly cho em nhá. Mã là DK0811, công suất là 1250W này. Vòng tua là 3.000 vòng 1 phút cho em. Giá sale cho anh em nhá. 1.500.000. 1.500.000 thôi các bác nhá. Bình thường em mua cái giá hàng rẻ trên thị trường này, gọi là hàng trôi nổi, giá cũng tầm này có khi còn hơn luôn. Đấy, ngày hôm nay em sale hàng công ty cho các bác, giá là 1.500.000 cho em. Bảo hành đầy đủ luôn đây, hàng công ty đây. Đích Tông thì không gọi là không kêu ca phàn nàn gì luôn. Rồi tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em là những cái con đây, con khoan. Con khoan đầu kẹp 13 ly Kimco Naki, thanh lý luôn. Thanh lý hết anh em nhá. Thanh lý hết cho các bác luôn. Mã là K13A. Con này em còn khoảng 5 con thôi. Anh nào còn thì cần thì nhanh tay. Giá là 450.000 cho em miễn phí ship luôn. Có được cái chức năng bắn vít, bắn tôn này, khoan sắt, khoan gỗ này. Và có chức năng búa để hỗ trợ anh em khoan tường được luôn. Giá là 450.000, miễn phí ship và có tặng luôn các cái bộ phụ kiện như thế này. Đi theo máy luôn, các đầu khẩu này, các cái mũi khoan, mũi vít này. Rồi, có điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm luôn cho em nhé. Giá tới tay các bác là 450.000 miễn phí ship. Có cả một tay cầm phụ cho em nhé. Một tay cầm phụ cho em luôn, cực kỳ là ngon này. Rồi, tiếp này. Tiếp lên cho em con khoan điện nhé. Khoan điện gọi là 200 cắm điện lưới mình. Cắm điện lưới quá nhá. Các bác thích các bác cắm điện lưới cho em. Rất là tiện dụng luôn. Rồi lên cho em cái con dòng Hukan. Trời ơi, Hukan con 12V. Nói đến 12V thì anh em chuyển con này cho em. Đừng có ham rẻ. Đừng, thực sự là đừng có ham rẻ. Tầm này cứ cái hàng chất lượng mà dùng.
các bác mua chẳng hạn anh em dùng gia đình này, các bác mua một con máy thôi. Rồi, thì lấy các bác gọi là những con hàng kém chất lượng thì bỏ đi. Lên cho em những con gọi là con 12V hàng công ty cho em. Bảo hành 6 tháng luôn, công ty bảo hành 6 tháng thì phê sướng luôn anh em nhá. Rồi đây, con Hukan F5 cho em nhá. Các bác nghe cái tốc máy này. Tốc máy rất là khỏe luôn. Có hai tốc độ nhanh chậm điều chỉnh trên thân máy này, có 25 cấp trượt, hai chức năng, khoan bắn vít và khoan sắc khoan gỗ này. Con này một bộ của nó là một thân máy này, hai pin 3 cell, một sạc và một hộp đựng này. Bình thường bán là 650, ngày hôm nay xin phép là thanh lý sale thôi các bác, chỉ còn 5 con thôi. 580.000 miễn phí ship luôn. 580.000 miễn phí ship cho em nhé. Cứ chuyển hàng công ty cho em, hàng công ty ngon, bổ và giá quá là cực kỳ là rẻ luôn. Hôm nay sale giá rất là rẻ tới tay các bác nhà mình rồi. Rồi đây, tiếp lên cho em này. À đây, tiếp lên cho em những cái con bu lông đi. Anh em lên cho em con bu lông. Bu lông cho em này. Rồi anh em lên cho em con bu lông đều quá 880. Con này là con mới nhất năm nay này. Mới nhất năm nay luôn. Lực của nó là 380 Newton. Mà con này thì cực kỳ là khỏe anh em nhé. Các bác nghe rất về này. Rất là khỏe luôn. Đấy. Giá tới tay các bác là 1.200.000 miễn phí ship này. Và có tặng cho các bác là một đầu chuyển sang chuyên vít này. Và một đầu chuyển sang mang ranh 13 ly. Một đầu chuyển sang khoan luôn anh em nhé. Bu lông đầu rỗng kiêm vít kiêm tôn. Có 3 đèn thì rất là sáng này. Rồi. Con này có gạt, gọi là có gạt đảo chiều, có cò điều tốc và rất là sáng cho em điều chỉnh tốc độ nhanh chậm. Anh em gọi là các bác có thể là có hai tốc độ nhanh chậm điều chỉnh trên nước nguồn cho em, tốc chậm này, tốc nhanh này. Đó, thiết kế con này này rất là đẹp. Hàng con để F DCF 880, nhà cao cấp luôn anh em nhé. Một bộ gồm một thân máy, hai pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng và một cái khẩu 22 đi kèm theo máy luôn. Giá tới tay các bác là bao nhiêu ạ? Tới tay anh em là 1.200.000 miễn phí ship, tặng các bác là đầu chuyển vít chuyển khoan luôn anh em nhé. Để về các bác vừa có thể siết ốc này, vừa bán vít bán tôn và vừa có thể các bác khoan được luôn. À đây, thân máy này, trời ơi thân máy này. Thân máy con Hukan X9 lâu lắm mới về luôn. Ui nặng quá. Thân Hukan X9 gọi là lâu lắm mới về được hàng. Ngày hôm nay gọi là sale này, sale trong cái live stream này thôi nhá. Chân pin là chân pin phổ thông cho em, Hukan X9 Pro, lực siết của nó là 650 Newton. Phục vụ các bác mà gọi là vận ốc xe tải, vận ốc xe tải, máy cày cho em, ô tô hoặc là 7 chỗ rồi các kiểu cho em nhá. Giá cho anh em là 1.250.000, giá sale trong video đó nhá. 1250 miễn ship cho em này. Cực kỳ là ngon luôn, con này các bác hỏi em rất là nhiều luôn, để về tăng giá khoảng gọi là gần 200.000 một thân máy luôn. Mà em bán cho các bác gọi là em tăng có 50.000. Đấy, và chỉ có áp dụng trong livestream video này thôi. Rồi, thân máy như này, đựng một hộp thế này luôn nhá. Ngon, X9 có cả cái túi đựng của con này luôn. Tặng kèm một túi đeo luôn anh em nhé, túi của con Hukan. Tiếp này, có hai mã thanh lý luôn này. Hai mã máy khoan 3 chức năng này. Makita này, bốt này, còn 5 cell này, 36V hoặc 72V các bác đừng quan tâm nhá. Đừng quan tâm đến cái tem dán, đều là pin 18V cho em, pin 18V. Có bộ gồm một thân máy này. 2 pin 5 cell. Đấy. Một sạc và một hộp đựng cho em, giá thanh lý cho các bác giá là bao nhiêu ạ? 550.000 miễn phí ship. Thích của là Makita chọn Makita, bốt chọn bốt. Còn cái báo pin hay là không báo pin nó không quan tâm, nó không, nó như nhau hết, giá đều là 550 cho em nhá. Tùy từng lô chứ không phải là cái con báo pin ngon hơn, con không báo, con có đèn này ngon hơn, con không có đèn này không ngon bằng, không có đâu. Hai con nó như nhau luôn. Rồi. Pin là pin 5 cell hết cho em nhé, pin 18V. Em thanh lý hết cho các bác là 550.000 một bộ của một thân máy này. Hai pin, một sạc và một hộp đựng. Con này thì có hai chế độ nhanh chậm này, ba chức năng này, khoan bắn vít, khoan sắc khoan gỗ và búa hỗ trợ anh em khoan từ đó luôn. Có bộ phụ kiện 21 chi tiết đi kèm theo luôn nhá. Giá tới tay các bác chỉ với giá là 550.000. Em miễn phí ship, nhận hàng là kiểm tràng cho em trước khi thanh toán nhá. Tiếp lên cho em này. Rồi tiếp lên cho em cái con Hukan 4 cell. Dòng này là dòng em bán rất là nhiều rồi. Em bán cả nghìn máy ra sản phẩm ra thị trường luôn. Chưa một cái bác nào gọi là kêu ca về chất lượng con này. Thì em khẳng định con này cực kỳ là ngon tới tay các bác này.
Đấy, đầu kẹp 10 ly autolock cho em nhá. Hiếm một con nào mà 10 ly và autolock luôn. Con này có 23 cấp trượt này, hai chức năng khoan bắn vít và khoan sắt khoan gỗ này và bắn vít bắn tôn cho em nhá. Hai chức năng này, cấp trượt này và chức năng khoan sắt khoan gỗ này, hai cấp tốc độ nhanh chậm điều chỉnh trên thân máy. Con này khỏe chưa? À cái đèn của nó sáng chưa? Sáng dã man luôn anh em nhá. Có đảo chiều này, có điều tốc cho anh em luôn. Giá từ đây các bác. Con này là 790.000 nhá. Hôm nay em sale luôn. Hôm nay em sale giá thành giá còn là 750.000. Miễn phí vận chuyển toàn quốc này, có bộ phụ kiện 21 chi tiết này. Đặc biệt này. Đặc biệt thì em sẽ tặng luôn cho anh em này, mua hàng của con này trong cái video này, một mũi bắn vít và một mũi bắn tôn, hàng đều oát nhá. Hàng đều oát nhá, quà tặng của nó lên đến khoảng bao nhiêu nhỉ? Hay mấy 30.000 rồi. Đấy, giá sale đã giảm giá mấy chục ngàn rồi mà còn tặng quà luôn. 750.000 miễn ship tặng một đầu vít, đầu được từ tôn anh em nhá. Và tiếp lên cho em này. Wow, tiếp lên cho em cái con laser. Rồi laser này. Lên cho em mấy con laser này. Laser của Akuza. Akuza anh em nhớ, con này hàng công ty, hàng chất lượng luôn. Phiếu bảo hành này. Đấy. Kính này. Kính chống gọi là chống laser, chống chống cái tia laser để bảo vệ mắt cho anh em này. Sạc này. Ủa, cái treo là đồ treo anh em này. Đây. Đầy đủ phụ kiện luôn. Con này có hai pin nhá, hai pin cho các bác luôn. Hai pin ạ. Hai pin này. Đấy. Ui, ngon thật. Một cái đốc sạc, một cái đốc này gọi là cái đốc gọi là các bác có thể để cái pin khi mà hết pin này, anh em cho cái pin pin tiểu vào. Đấy để các bác gọi là các bác gắn vào các bác xài được luôn. Tương đương này gần như là có 3 pin luôn rồi. Đây. Đế xoay các thứ này. Đầy đủ cho anh em luôn. Rất là các nhiều phụ kiện đây. Của con 12 tia. Hiện tại thì em không lắp vào đâu. Đây. Có cả cái điều chỉnh nhá, điều chỉnh tia cho em nhá. Có cái điều khiển điều chỉnh tia luôn. Ngon dã man con Nga. Đâu nhỉ? Đây gắn vô cho anh em xem này. Gắn vô cho anh em xem luôn. Đây. Các bác có thể điều chỉnh tia này. Tia ngang, tia dọc, HV cho em. Rất là ngon luôn anh em nhé. Ô chà. Con này giá bình thường là 1.350. Bình thường là 1.350.000. Hôm nay thanh lý luôn cho anh em giá 1.100.000. 1.100.000 miễn phí ship luôn. Hàng Akuza nhé. Em còn vài con sale thanh lý luôn. Có không những mà giá vậy mà còn có cái gậy la, cái gậy tripod luôn anh em nhé. Có gậy tripod các bác nhé. Có gậy tripod này. Gậy tripod này có thể kéo dài lên khoảng được 1 mét cơ. Đấy, giá có 1.1 triệu thôi. Miễn ship cho anh em luôn. Tiếp lên cho em này. À, cái con không thích 12 tia, anh em thích 5 tia anh em làm cho nó ngon. Rồi lên cho em. Con 5 tia của Akuza có bóng led này. Rất là sáng nhá. Con này này. Có cái kính đeo chống laser này. Có cái một pin này. Một pin của Akuza này. Và một cái đốc này các bác có thể là cho cái pin tiểu vào, các bác xài được luôn khi mà hết pin này mà mình chưa sạc kịp. Đấy. Và có cả một cái dây sạc nữa nhá. Rồi này. Hộp này hộp bằng nhôm nhá, hộp đựng này bằng nhôm này. Cực kỳ chất lượng luôn. Đây. Còn 5 tia của Akuza này. Con 911. Con 5 tia 911 con này phải sáng, cực kỳ sáng luôn trên thị trường con này. Đỉnh của đỉnh luôn anh em nhá. Rất là nhiều các cái mã sản phẩm trên thị trường rồi. Nó chẳng thực sự là em so sánh rất là nhiều những cái dòng laser trên thị trường rồi. Con này rất là ngon luôn. Để em khẳng định với anh em luôn nhá. Bóng led thì cực kỳ là sáng luôn. Akuza này. Có mã luôn anh em nhá. Có mã luôn. Đây. Bật mở cho anh em xem này. Tia ngang tia dọc các bác điều chỉnh trên đây nhá. Có khóa tia luôn các bác nhá. Wow. Đây. Cho các bác xem tia luôn. Sáng dã man luôn anh em nhé. Bóng led cực kỳ là sáng luôn. Điều chỉnh được luôn anh em nhé. Điều chỉnh này. Đây. Điều chỉnh này. Tia tối này. Sáng lên này. Để điều chỉnh tối đi này. Đó. Mờ đi này. Thích điều chỉnh được cái tia, độ sáng của tia luôn các bác nhé. Con này giá tới tay các bác bình thường bao nhiêu nhỉ? Bình thường là 1.350 này.
sale các bác còn 1.250.000. Miễn phí ship luôn anh em nhé. Có tặng các bác là một cái gậy tripod như thế này luôn. Có gậy tripod luôn, 1250 miễn ship tặng gậy tripod. Cực kỳ là bèo luôn anh em nhé. Tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em là những cái thân máy. Thân máy. Thân máy cho em nhé. Đây. Thân đều watt này, đều watt đồ kẹp 13 ly này, thân Makita chuyên vít này và thân đều watt chuyên vít cho em. Xài chân pin phổ thông cho em. Ok, em sẽ thử cục pin phổ thông cho bác xem đây. Ok. Khỏe dã man luôn. Khỏe dã man luôn anh em nhé. Thân đều watt chuyên vít mà 2022 này. Con này này có 3 cái tốc độ nhanh chậm, tốc chậm này, tốc trung bình này và tốc nhanh cho em. Thân máy giá cho anh em. Rồi, thích vàng chọn đều watt, thích xanh lựa chọn Makita cho em. Tốc chậm này, tốc trung bình này và tốc nhanh cho em nhé. Xài chân pin phổ thông cho em. Giá thân máy cho các bác 650.000. Tặng luôn anh em là một mũi vít, một đầu từ tôn hàng đều watt nhé. Giá thì chỉ áp dụng giá sale là chỉ có video sale xả công lý ngày hôm nay thôi. Rồi tiếp lên cho em con thân đầu kẹp 13 ly đều watt cho em 3 chức năng này. Dòng 3 chức năng là cái dòng gọi là nó đa di năng, bởi vì các bác có thể gọi là khoan sắt khoan gỗ, à là bán vít bán tôn này, khoan sắt khoan gỗ và búa để hỗ trợ anh em khoan tường luôn các bác nhá. Dùng với chân pin phổ thông này rất là ngon cho em nhá. Điều chỉnh tốc độ ở trên này, còn ở dưới nó chỉ có đèn báo thôi, không điều chỉnh được tốc độ ở dưới đâu nhá. Giá là 650.000, miễn phí ship, tặng luôn anh em một mũi vít và một đầu từ tôn cho các bác em mình luôn. Rất là ngon này. Tiếp lên cho em này. Anh em tiếp lên cho em là cái con bu lông của Hitachi. Con này là mã năm nay nhá, mã mới nhất năm nay luôn. Mã mới nhất năm nay luôn, vì nó mới về. Nó nhái của con 880 á. Nhái của con đều quá 880 các bác nhìn thiết kế này. Các bác gọi là làm á, các bác đi làm, các bác thích cái màu tối tối ấy, nó sạch. Thì lên cho em con Hitachi này. Lực của nó là 380 Newton luôn. Đây tốc nhanh này, tốc chậm này. Đấy. Bu lông đầu rỗng kiềm vít kiềm tôn này, ba đèn cực kỳ là sáng cho em nhá. Con này thì các bác vừa có thể siết ốc này, vừa bán vít bán tôn và các bác có thể là gắn mũi khoan năng năng các bác để hỗ trợ anh em khoan tường được luôn nhá. Giá tới tay các bác là 1.200.000, miễn phí ship, có tặng một đầu chuyển vít, một đầu chuyển khoan. Pin cực kỳ là ngon, pin của nhà em này, toàn pin Navara 666 này. Pin bằng pin xanh 1600 mAh, nói không với hàng pin tím rẻ tiền luôn nhá. Nói không với hàng pin tím rẻ tiền thì anh em phải biết rồi. Giá là 1.200.000, miễn phí ship cho em, nhận hàng được kiểm tra đầy đủ trước khi thanh toán luôn nhá. Tặng đầu chuyển vít chuyển khoan để về phục vụ các bác làm luôn. Rồi tiếp lên cho em này. Đây. Lên cho em một số mã này. À đây còn máy mài. Trời ơi máy mài. Máy mài rất là ngon này. Ok này. Lên cho em con mài của Makita. Mài của Makita cho em nhé. Đây. Công tắc là công tắc trượt này. Công tắc trượt đẩy này. Đây các bác thắc mắc sao khi mà nó dừng này, nó hay kêu này. Nó hay kêu thế này bởi vì nó là động cơ không chổi than, nó sẽ không như cái dòng cái hàng máy điện đâu anh em nhá, chứ không phải nó bị làm sao cả. Đây, một bộ là một thân máy này, hai pin 10 cell. Pin 10 cell pin 4A của Navara, mạch dòng xả cao. Gọi là gọi cho các bác mà dùng không bị ngắt mạch cho em luôn nhá. Rất là ngon này, bình thường cục này em đã bán lẻ là 400 một cục rồi. Đấy, một bộ gồm một thân máy này, hai pin 10 cell luôn, một sạc bàn lớn này, một hộp đựng này, có tay dùng cụ chắn lưỡi này, tay mở lưỡi, tay cầm phụ luôn cho em. Xin phép bán cho anh em 1.200.000, miễn ship tặng luôn anh em một cái đĩa xích tròn. Tặng luôn một cái đĩa xích tròn nhá. Đấy, 1.200.000 miễn phí ship. Anh em nào mà có pin dòng xả cao ở chân phổ thông rồi thì lấy thân máy cho em. Thân máy không thì giá là 500.000 cho các bác cho mình luôn nhá. Tiếp lên cho em là cái con máy khoan điện đầu kẹp 13 ly hàng Đích Tông. Trời ơi, hàng công ty bảo hành 6 tháng luôn. Đích Tông thương hiệu hàng chính hãng, hàng công ty anh em nhé. Chức năng gọi là bắn vít bắn tôn này, khoan sắt khoan gỗ này và chức năng búa này để hỗ trợ anh em khoan tường được luôn. Con này thì công suất của nó là 710W cho em nhé. Mã là DKID710B. Ở vòng
tua từ 0 đến 2.800 vòng 1 phút và đầu kẹp và đầu kẹp 13 ly cho em. Con này có một máy này, một cái tay cầm phụ này và có đôi chổi than luôn, gạt đảo chiều đầy đủ nhá. Có cái gọi là cái điều chỉnh cái tốc độ này. Trời ơi, hàng của Đích Tông, logo dập nổi này, hàng chính hãng công ty luôn. Giá sale cho các bác 580.000 thôi, 580.000, quá là ngon và rất là rẻ luôn anh em nhé. Tiếp lên cho em một số cái phụ kiện này. Lên cho em một số cái phụ kiện các bác nhé. Đây. Trời ơi, cái đầu chuyển khoan. Con này có cả một cái ốc nữa, mà không thấy cái ốc, cái ốc ở phía bên trong này. Đây. Đầu chuyển khoan này, gồm cái con ốc chuyển này và một cái măng ranh này. Đấy, giá là 70.000 cho em. 70.000 này. Đầu chuyển từ bu lông sang măng ranh 13 ly. Tiếp này là một cái đầu chuyển từ vít sang bu lông, là chuyển từ con máy chuyên vít này, máy 13 ly sang bàn ốc này. Đấy, giá 25.000. Rồi, rất là nhiều. Thực sự là hôm nay là có rất là nhiều gọi là các cái phụ kiện này, máy móc này, em sale xả thanh lý cho bác giá sập sàn. Giá rẻ sập sàn luôn. Thì anh em có nhu cầu với mã máy nào thì có thể là để lại cho em số điện thoại ngay tại cái video. À xin lỗi nhỉ, các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua hai đầu số em để trên màn hình. Các bác có thể là gọi điện thoại hoặc các bác là nhắn Zalo. Số điện thoại là 0982 826 628, hoặc là 0929 826 628 anh em nhé. Chương trình thì chỉ áp dụng trong cái video livestream trực tiếp này. Vì em like thì em sẽ, hoặc là em nhìn vào sản phẩm thì em sẽ không, em like cái cam đằng sau, em sẽ không nhìn được cái comment của mọi người. Nên mọi người có cái nhu cầu thì mọi người liên hệ trực tiếp qua bên em. Số lượng các mã thì có nhiều mã, nó số lượng còn ít thì anh em là có nhu cầu thì nhanh tay nhá. Anh em quan tâm bên em thì nhớ đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để có thể theo dõi những cập nhật những video clip mới nhất nhá. Vậy xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.